Tôi bắt đầu việc bảo vệ cho gia đình của mình từ vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, để tìm một agent vừa có kiến thức, kinh nghiệm và uy tín để giúp tôi chọn mua bảo hiểm y tế thích hợp nhất thì rất khó. Vì vậy, tôi đã chọn CISA. CISA là văn phòng đầu tiên là về Medicare và Obamacare với hơn hàng ngàn khách hàng và công tác với hơn hàng trăm bác sĩ. Cho nên giờ đây, tôi không phải nhức đầu nữa vì CISA luôn có mặt để giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Ba tôi có Medicare, vợ chồng tôi có Obamacare. Con cũng có Obamacare. CISA, chọn một bảo hiểm y tế chưa bao giờ đơn giản như thế.